12 năm 2019, Ban tổ chức Tết Quân dân huyện Thoại Sơn tổ chức giải bóng chuyền và kéo co tại xã Tây Phú. Hình thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua, giải bóng chuyền và kéo co Tết Quân dân năm 2020 của huyện Thoại Sơn thu hút 6 đội tham gia đến từ các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện như Trung đoàn Bộ binh 892 Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện và 3 đội đến từ các xã Vọng Thê, An Bình và Tây Phú. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, các đội bóng đã thi đấu hết sức mình với nhiều pha bóng đẹp hấp dẫn. Giải đấu là dịp để cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân có dịp gặp gỡ, giao lưu, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng xuân Canh Tý năm 2020, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Kết thúc giải đấu, xã Vọng Thê đoạt giải nhất môn bóng chuyền và xã An Bình đoạt giải nhất môn kéo co.